Chào các bạn. Hôm nay công ty mình có tổ chức một cái tour đi chơi Thái Lan các bạn. Cái tour này chủ yếu là đi để mình lấy kinh nghiệm thôi. Tại lần đầu tiên là mình đi du lịch qua nước ngoài các bạn. Và tụi mình quyết định chọn là đi Thái Lan nha. Và tour này của mình sẽ là 5 ngày 4 đêm. Nhưng mà thật ra thì một đêm đầu tiên là chỉ di chuyển và ngủ các bạn. Và tour này sẽ chơi là 4 ngày 3 đêm nha. Ok, bây giờ mình sẽ quay một vlog mình trải nghiệm lần đầu tiên đi chơi Thái Lan, có gì quay đó cho mấy bạn cùng xem nha các bạn. Lần đầu tiên mình đi và nên nếu như có gì sai sót các bạn thông cảm nha. Ok, bây giờ thì đi ra sân bay và bắt đầu khởi hành thôi. Rồi, mình lên máy bay nha các bạn, chắc khoảng chừng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi là tới nha. Máy bay rộng lớn. Ok, bay thôi. Rồi, mình tới sân bay Bangkok rồi nha các bạn. Bây giờ sẽ đi qua khách sạn ngủ, ngày mai bắt đầu đi du lịch nha. Ok, bây giờ thì mình ngủ rồi, mệt mỏi quá rồi. The next day. Rồi, đầu tiên cái tour của mình sẽ được đi tham quan bảo tàng ánh sáng và kinh khí cầu nha các bạn. Thử xem bên trong có gì. Monica chuẩn bị mình sẽ coi múa nha các bạn, sau đó được chụp hình với lại những bạn cô gái Thái. Có bạn là hướng dẫn viên du lịch này đều nói tiếng Việt. Dạ, trước khi mà đi tham quan cho em xin cả đoàn của mình 1-2 phút tại đây để hướng dẫn chi tiết đường đi cho mình nhé. Chào mừng gia đình chúng ta đã đến với Bảo tàng Nghệ thuật Ánh sáng và Vườn Kinh khí cầu. Nơi đây sẽ có tổng cộng là 4 điểm tham quan. Điểm đầu tiên là nơi mình đang đứng. Nơi này sẽ có một tượng Phật, một bảo tháp xá lợi. Nói chung là cái tour ánh sáng này thì chúng ta sẽ có những cái phòng và trong phòng mỗi phòng sẽ có mấy cái văn hóa của Thái Lan như vậy bạn. Như đây là văn hóa là không lên là không được leo lên đây thôi nha. Văn hóa này là voi với lại mấy cô gái Thái Lan. Rồi, căn phòng thứ hai là căn phòng lễ hội đèn lồng. Mỗi phòng chúng ta sẽ có cái bảng như vậy bạn. Zipen gì đấy bạn, có tiếng Việt luôn nhưng mà cái phone hơi bị lỗi nha. Đó, có tiếng Việt rồi, các kiểu tiếng Việt, tiếng Thái rồi. Ủa, không có tiếng Anh mà có tiếng Việt, tiếng Thái ta, hay vậy? Là người Việt mình thích đi cái này lắm hay sao các bạn? Lễ hội đèn lồng. Rồi, phòng thứ ba sẽ là phòng khăn Naga trắng, vẫn có Việt shop nhưng bị lỗi luôn. Mình nghĩ là khăn rắn các bạn. What the hell, rắn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái đầu. Thằng rắn 9 đầu. Tức là bảo tàng này giống bảo tàng gấu Phú Quốc mình, nó vô mấy cái tự gì chụp hình vậy nè. Rất đáng đồng tiền bát gạo nha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có phòng thằng Tao Wiswan. Là thằng có nam mặt quỷ đó bạn, nhìn tháo là ngầu luôn. Ở cái này bằng tượng luôn các bạn, bằng xi măng đâu luôn, là bị gãi cái này rồi. Còn đây là thằng đằng. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có phòng thứ tư là phòng hạ huyền lửa nha các bạn. Đây là một cái con huyền lửa và bên trên có nguyên một cái mặt trăng luôn nè. Rồi, phòng thứ sáu chúng ta sẽ có là phòng hoa đăng nha các bạn. Tức là mấy cái này là cái hoa đăng nó dành thả dưới nước á, bỏ cái đèn cày vô giữa, mà phiên bản này là phiên bản để dành cho chúng ta đứng chụp hình đó. Rồi, đây cũng có cái trái giống bệnh nè. Rồi, căn phòng thứ bảy chúng ta sẽ có phòng toilet nam. Really, nigga? Mình có thử cái toilet nam bên Thái Lan nó có khác Việt Nam mình không nha các bạn. Hệ thống rửa tay rất là nhiều và rất là nhiều những cái bệ đá cổ dành cho nam giới. Nói chung là cũng như Việt Nam mình thôi. Cái toilet bên Thái Lan cũng vẫn có đèn giống như những phòng khác nè các bạn coi nè. Rồi, ở đằng sau 6 căn phòng mà chúng ta sẽ có một cái ngai vàng các bạn. Và hồi xưa vua chúa của Thái Lan là sẽ xe bà đi khạp quạt.
má cái bộ mát á. Tao lạnh luôn, đóng băng luôn rồi. Rồi sau đó mình vào cái phòng 3D này các bạn. Đi phòng 3D này đi thẳng cái lên xe đi qua chỗ địa điểm tiếp theo luôn. Ở đây cũng có mấy cái trái nè, hương. What the hell? Gì nè? Giống gì quên, cô cứu. Hãy tiền cho tôi sức mạnh. Thật là sến súa luôn các bạn. Mình thì già rồi, mình không thích mấy cái mà nó đèn đốm như vậy nên mình sẽ đi tới luôn nha. Rồi sau đằng sau cái lễ hội ánh sáng đó thì chúng ta sẽ có những cái mô hình như vậy các bạn. Công viên mô hình Ultimate gì đó các bạn. Có cây kiếm luôn nè, được ráp ráp. Những cái mô hình thì được ráp ráp từ những cái bộ phận của xe nè các bạn. Bù lon, ốc vít, cây cam rồi các kiểu nè. What the hell phuộc nữa. Tiếp theo là con xe có cái mâm rất là đẹp nè. Như là cái mâm đựng đồ ăn vậy. Quá gần chưa bà già. Xe hồng xe mà. Xe hồng. Rồi tiếp theo là sẽ ăn đặc sản của cái vùng này là xoài xoài nha bạn. Mà ở đây mình thấy là menu là như vậy nè. Mango. Rồi long gan thì là nhãn nè. Rồi cái durian này là sầu riêng, mình sẽ mua 3 loại là sầu riêng, xoài và nhãn nha. Mango, durian và lông gan. 500 bạc nha bạn, mình đưa 1.000 để lấy tiền lẻ. Kiểu là 500 bạc là khoảng 350, 360 tiền Việt mình nha bạn. 360 chục kèn. Hôm nay mình sẽ review 3 món xoài với lại thằng G.O.O. Thật ra nó chơi cho vui thôi chứ thường cái đâu có ngô nữa bạn. Rồi review. Không biết là có khác mấy cái xôi xòi mình ăn ở mấy cái siêu thị ở Việt Nam mình không nữa. Chúng ta sẽ có xôi. Ngọt dẻo thơm. Muốn thử hơn. Ok em muốn thử. Xôi này ngọt nha. Anh Lâm review xôi xoài, còn mình review nếp mà chọn với lại cái gì đó hình như là sầu riêng, nước cốt dừa với lại sầu riêng. Nó hơi sầu riêng nó cứng nha, nó không có mềm. Thêm nếp nữa, ăn được lắm, nhưng mà nó hơi ngọt. Tiếp theo là xôi Long An. Nó là sẽ có nhãn nếp, nếp xanh với nước cốt dừa. Nếp nó sẽ dẻo và thơm. Đúng rồi. Mình cũng không cảm nhận hát nếp Việt Nam mình như thế nào, nhưng mà nói chung là nó sẽ dẻo và thơm thôi. Nói chung là ăn được các bạn. Good morning luôn á. Rồi sau khi đi công viên khá là giải trí luôn, và kết quả là tụi mình tới trưa thì ăn cơm với bạn. Cơm thì được ăn, cái tô này được ăn những món khái nè. Rồi tôm mà bốp hình như là với lại sốt khái ớt, quá trời ớt luôn các bạn. Thái tàn cay dữ lắm. Ủa cái này cay hả? Dạ đúng rồi. Em thử cái coi cay không? Cho em review luôn á. Rồi em xin phép. Dạ đây là ghẹ anh. Ghẹ bẹ. Sao không cay? Cái anh này anh diễn dễ rồi. Cái đầu cay nữa, Nào tối tụi bay ra này cay hả? Hốt cái hơn. Lại phải đây em nữa rồi. Cái này là tôm dùm nè. Tộ màu đẹp ghê luôn. Màu như là cái gì ta? Hốt cái coi cay không? Nước cốt dừa, Nice. Sao? Nó cay, nó nồng. Chua nữa. Từ, xong xong này có gì? À cũng có tôm. Húp vô miệng mắc giọng luôn á. Nè cho Tú đội ăn thử tôm cay không Tú? Ăn cái đầu mới ngon, đừng qua cái đầu. Cái đầu là xịt đi. Có cay đâu. Cái gì cay á? Húp cái nước á, húp vô mắc giọng luôn. Không, thử đây nè, mấy cây cay này phải có người thử. Đây. Hình như cái con ốc này sống nè anh. Chú mấy đàn thử nè. Thử con ốc coi. Nước vô lẹ nè. Oh. Húp. Ủa là ốc đâu? Không là cay không? Không, không cay thiệt, không cay. Sao kỹ ta? Rồi tiếp theo là món cá chẹm nấu súp với lại tôm nha bạn. Ủa cái cay không nha? Ai cũng là món hái cay, nãy giờ không ai cay hết. Không cay. Thật ra là anh quên rồi. Tuy người ta người hái nhưng mà người ta làm cho việc ăn. À nãy cái anh hướng dẫn du lịch nói là nhà hàng này là người Ấn. Người Ấn. Chủ là Ấn. À bếp là người Campuchia. Campuchia.
mà nấu là nấu bún Việt. Ừ. Ủa vậy hả? Món này món Hải mà. Anh làm xem gió thầm vừa. Ý là làm hương vị Việt đó anh. Không có chua lè, nó chua chứ nó không. Nó nồng nồng thôi à chứ. Không cay. Ok, nói chung là trưa thì mình ăn được mấy đặc sản như vậy bạn, rau xào ớt nè, rồi cải rồi các kiểu. Này món Việt rồi đúng không? Chấm nước nè. Chấm nước. Nước dẻo dẻo như cái gì ghê quá. Không có quay gần cho anh, nước này lạ lắm mấy bạn. Đây nước nè. Như da đam vậy á. Chả giò giống da đam. Nước này là nước mật ong. Ừ, chả giò giống mật ong mấy bạn. Rất là ngon. Good. Rồi, sau khi ăn xong thì mình được qua uống cà phê Rich Top nha mấy bạn. Sao đầu hương ngầu dữ hả? Đầu hương như là tướng vậy á. Có... cái này đeo cái này là cái kiểu còn hàng đầu này nè, giống đống mà to cái gì, và review nhé bạn. Đây cà phê ngoài da có rắc bột vàng, bánh cũng có miếng vàng đó nè. À, thử miếng bánh có vàng thử coi vàng ăn nó sẽ như thế nào. Nó rất là ngọt như bánh bình thường các bạn. Tiếp theo là cà phê. Đậu chứ mà anh hất cái lớp vàng kìa. Hấp bên này. Cái này giống là macchiato gì đó hả? Macchiato hả? Ừ. Để tôi thử một bút một lớp vàng, sau đó bút cái chữ vô nữa nha. Ngon quá. Nè, ngon là vậy nè, hào là vậy nè. Hả? Và hai anh em mình đã đến được chỗ massage Thái nha bạn. Đây cũng là lần đầu tiên mình trải nghiệm massage Thái Lan. Không biết có gì lạ hơn Việt Nam không hả anh Thương? Massage Việt Nam mình còn chưa đi á. Vậy thì anh em mình phải đi rồi. Let's go đi. Trước khi massage thì mình phải vô phòng này để rửa chân nha bạn. Đây đó, mình sẽ cởi dài ra để rửa chân nha. Mấy chị kêu mình thay đồ mấy bạn. Bây giờ dẫn mình thay đồ luôn, mình cũng chả biết luôn á, lần đầu đi luôn. Ok, kéo rèm là thay đồ. Rồi bây giờ là chị chùm màn cho tụi mình nha. Tôi mặc đồ nhìn tím tím, nhìn giống bệnh nhân vậy đó. Ây da, anh đang nệm với vợ luôn. Rồi bây giờ thì mình với anh Thương sẽ nằm thư giãn ở đây nha các bạn. Tí nữa mình sẽ review cảm xúc sao nha. Ok, bây giờ tụi mình sẽ xong cái này sau đó. Ok. Massage Thái is very good. But Vietnam football in the number one. Ok. Sau khi uống cà phê ngoài da và massage xong thì tụi mình sẽ ghé là cái trung tâm đá quý nha bạn. Vừa vô chúng ta sẽ có những cái trưng bày là mấy cái cục rose selenite là cục đá gì không biết nữa. Ở phía đây chúng ta có một cái cục hạch anapsalenia crystal sape. Tiếp theo là một cục đen khu hồi lội tên là smoky war bat smoky, và những tượng những nhà vua Thái Lan, bức hình thể như vua Thái Lan các bạn. Đây có gia đình hoàng gia. Bên kia có đây hoàng gia hăng ai đấy lo. Này né ra cho hình hoàng gia coi. Đây gia đình hoàng gia đông nghẹt luôn các bạn ơi. Ủa sao có Ai Cập Xê Út đi nữa. Nó kỳ hả? Nước láng giềng tới chơi. Nước láng giềng tới chơi. Tiếp theo là một cục rất là bự luôn bạn, qua cùng gốc là Brazil. Cục bự lắm, coi cục bự đi. Nó bự hơn cái bàn tay mình chắc cũng phải 10 lần các bạn. Và bên đây chúng ta có thuyền rồng, giá là 480.000 bạc. Là quy ra là chắc 3-400 triệu Việt Nam đồng các bạn. Còn phía trong kia thì có rất là nhiều đá quý luôn, nhưng mà trong đó thì không có cho quay phim nha. Và nói chung là trong đây là đa số là bán mấy cục đá quý không các bạn. Có mấy cái vỏ sò 500 bạc rồi cái kiểu nữa, nhưng mà không cho quay phim. Và mình cũng không có nhu cầu mua đá quý các bạn. Nên ok, chúng ta đến điểm tiếp theo. Rồi điểm tiếp theo sẽ là chùa Phật lớn các bạn. Mới vào thì chúng ta sẽ thấy có hai con rắn 7 đầu, con rồng.
Ok, bây giờ mình lên tham quan coi chuột mặt lớn có gì. Đường đi hai bên là con rắn nó dài lên tới tên kia luôn các bạn. À cái đầu rắn nhưng mà cái mình là mình con rồng. Hùng hùng công đức. Ăn, bỏ tiền vô ăn. Bỏ vô. À, này cái nạn của em. Bây giờ mình bỏ vô cái bình xin gì đó. Ồ, đem lấy ra quá nhiều rồi. Bỏ ngay đây. Này là nhiêu? 20 bạc. 20 bạc. Chui vô. Tiền rồi bỏ quá trời ăn đã cúng công đức 20 bạc. Phía bên đây người ta có cả đống luôn nè. Wow. Đây là năm nay năm con giáp hả? Dạ. 20 bạc tiếp hả? Nãy anh hướng dẫn viên nói năm nay là năm kiếp nạn của em à. À là giải hạn. Dạ đúng rồi anh. Năm con sủ của em nằm đâu à? À phải kiếm đúng cái tuổi của em đó hả? À có hình nè. Đây qua đây con bò có con ăn nè. Đây con bò của anh là giải hạn. Rồi, lại tiếp tục 20 bạc. Bỏ vô cái lá bồ đề. Xỏ tiền qua. Rồi. Có cúng gì không? Hay đi chỉ cắm vô thôi. Dạ, em nghĩ là em sẽ cắm lên thôi. Thành tâm là đủ rồi. Năm sau dạ. Có anh nào Việt Nam đó bạn ơi, không biết là cúng tiền Việt Nam là có được trứng không nữa, 10.000 Việt Nam đồng. Người ta toàn là tiền Thái ơi, có tiền đô nữa, tiền Việt Nam nữa. Wow. Quá trời luôn. Phía bên kia là chúng ta sẽ có biển các bạn, nhưng mà khá là xa, thấy toàn là tòa nhà không à. Nghe mùi biển luôn á. Nhà đây kiểu đẹp cái hang nhọn cái mái đó không? Như chùa vậy á. Quá trời luôn. Rồi tiếp theo là cái trò lập đứng đồng tiền các bạn, để vô cái kẻ cho nó đứng nha. Cái này game này dễ mà. Nghiêng là không được hả? Mọi người mình làm ngã người ta có bị gì không? Thì đứng gì là không hay ha. Dạ. Này như nghiêng là không hay. Anh đứng rồi nè. Rồi giờ đã trúng được 10 tờ rồi. Rồi cái hùng mà nó dành công đức của bên Thái Lan thì người ta để nó sâu qua như vậy luôn đó bạn. Nó trống lóc luôn á, mình có thể móc cái tay vào được luôn á. Rất là nhiều tiền full. Phía bên đó thì chúng ta sẽ có một cái tượng Phật rất là to. Wow. Nói chung là cái gì cũng show tiền hết đây. Cây tiền các bạn coi nè. Wow, tài tiền để không vậy nha các bạn. Không có sợ bị bắt trộm luôn. Mấy anh với bệnh gia bên Thái Lan người ta chuyên nghiệp đó bạn. Mình mới vừa đi bộ thôi đã có hình mình ở đây luôn rồi, làm như là tì nã vậy á. Có một caravan đó nè. Nó cho mình ngầu đang bước đi đó kìa. What the hell, có một hương nữa nè. Bảo nè. Một nguyên đòn của mình nữa. Rồi tiếp theo là đi chợ trái cây với bạn. Cái chữ đó mình đọc không được nhưng mà anh hướng dẫn viên đó là chợ trái cây. Có bán cô bán bánh gì lạ lắm nè. Chuối à. Bánh. Bánh chuối, bánh xoài. Biết nói tiếng Việt, bánh chuối. Hả? Bao nhiêu? Bánh chuối bao nhiêu? 50 bạc. 50 bạc. Một chuối. Một đó. Yeah. Rồi mình không biết là bánh gì, bánh có bánh xoài rồi bánh chuối. Xoài chuối. Xoài chuối. Một xoài một chuối. Chuối. Yeah yeah. Một mango, một banana. Banana. Yeah. Là cô dạng như là nói tiếng Việt mà được vài chữ thôi bạn không hiểu. Là how much? 110 baht. Là 120. 110 baht. 110 là 110. 110. 110 baht. Này là bánh chuối chiên bằng bơ các bạn. Tiếp theo là bánh xoài. Wow, bánh chuối chiên và bánh xoài chiên 110 bạc. Vậy. Hai má hai cái luôn mà. Hai cái 110 bạc. Cái này đây coi cái anh làm thấy uống vị lắm mà Linh. Nè chuẩn bị ép cho nó nhỏ ra nè.
Đó. Có đó, cũng chết bự ra kìa. Kỹ năng đó. Chờ. Chắc là phải làm vô đầu bếp bánh chuối rồi. Lấy cục bánh bánh này là bánh chuối roti. Và banana roti với lại banana roti, mango roti. Với lại mango roti, roti. Để có thịt roti nữa. Đó, chiên đó mà, cho giòn ra mà. Cái bỏ xoài vô nè. Ở đây mấy xe bán tải đồ dữ lắm bạn, chút mình coi thử có mình quay với bạn nha. Đồ hơi bị chiến luôn á. Có mango trộn với lại trứng. Mango trộn với lại y. Sau đó đắp vô và chiên giòn nó lên nha bạn. Đây, bán tải bên đây độ như vậy nè các bạn. Thơm, chở cao hơn đầu người nữa. Wow. Mà thấy có xe đó còn gấp đôi như vậy, nó cao gấp đôi vậy nữa. Và đây là độ xe bán tải gắn là VIP luôn á. Xong rồi banana roti. Và tiếp theo là mango roti. Cho sữa hộ vô nha các bạn. Sữa đặc có đường. Chocolate. Là chocolate. Ồ, thôi được 10 đồng. 10 đồng. Rồi review thử cái này cái nè. Nay có hai hạng ghé ha. Đây là bánh roti banana. Sẽ có sữa đặc có đường và sô-cô-la rắc lên. Đây các bạn, nhìn khá là hấp dẫn nha. Giống bánh chút chiên. Thử đi, giống bánh chút chiên nhưng mà có sữa. Chocolate. Yeah, ok. Nhưng mà nó hơi ngọt hơn chú chiên của mình rất là nhiều. Siêu to khổng lồ. Nóng. Hot. Thank you. Tiếp theo là bánh roti xoài. Nó tên là gái hả? Nói chung là bánh chuối chiên và bánh xoài chiên. Good. Rồi tiếp theo thì vào chợ các bạn. Sầu riêng 170 bạc. Sầu riêng trái chợ á lửa luôn. Trái hôm 15 bạc. Hôm này hôm hái cho xíu nè, còn này không biết cái gì luôn các bạn, không có chữ nhưng mà 35 bạc. Số 35 nè. Các bạn biết này là gì cho mình bó tay rồi. Không ít nữa. Có hanh trà 150 bạc. Một hộp này khoảng 56 ngàn các bạn, có dâu tây nữa nè. Có hù đồ nữa. What the hell, sao trái bơ nó đang khui vậy? Trái cây này có cái trái sa buộc chơi hay là trái gì mà nó lạ đó các bạn. Đây nó nhỏ xíu vậy nè. Mình sẽ lựa mấy trái mềm mềm về ăn luôn nha. Đây lựa mấy trái mềm mềm. Tiếp theo là măng cục thì 80 bạc 1 kg vậy. Bây giờ măng này nó bị gì là nó cứ đen như vậy, nó cứ ngắt à, lửa hên xui luôn nha. Tiếp theo là bơ gì đâu mà nó sằng sùi lắm nè các bạn. Mà nó cứng ngắt à. Không ăn được á chứ. Rồi, có trái đi. Bốc bể lụm luôn nha. Không chụp bạc. Rồi, ba bịch này 133 bạc nha các bạn. Review luôn, review. Đầu tiên là măng cục Thái Lan. Thử coi nó khác măng cục Việt Nam mình không nha. Wow. Chua chua. Không bằng cục lá hiêu à. Rồi tiếp theo là sa buộc chơi phiên bản mini nha. Đây đúng sa buộc chơi thấy chưa cãi. Nào là tới ô ma. Đúng nó luôn rồi. Có hộp không anh? Có hộp. Như sao buộc chơi Việt Nam. Đúng rồi, không thay đổi cái gì. Và cuối cùng là đây, trái này nha.
Được, thế là được. Được hả? Nó cũng như bơ mình thôi à. Ờ, là nhấp. Ok, chúng ta đi chơi tiếp thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hàng ăn có một dĩa bún với lại này là sao vậy? Không, em này đó, em này ăn giảm anh ơi. À, để trải nghiệm thôi anh ơi. Hàng hàng ăn cộng bún rồi hả? Dạ đúng rồi anh. Để anh trải nghiệm cho. Anh không có cúp bằng cho mình ăn cho anh xin đi, chúng ta cho ăn ké hát. Dạ. Rồi. Biết sao quá ngon á. Dạ, tại tụi em hùng mỗi người là 30 bạc, đây là 9 người là hết 270 bạc đó anh. 10 hàng là 270 bạc là mua vậy hả? Dạ. Không biết có cắn không nữa. Rồi tiếp theo thì sẽ là show chuyện giới các bạn. Biểu diễn mấy cái chuyện giới dưới đây nè. Đó, mấy chị chuyện giới nè. Đó. Chắc là không được rồi, mình chuyển qua điện thoại nha. Cái bả bự hơn người hồ nữa kìa. Rồi tiếp theo là Hàn Quốc nha bạn. Nói chung là nước nào đi du lịch Thái Lan là vô cái show này là sẽ có trang phục truyền thống nè. Đó. Rồi sau khi Hàn Quốc thì sẽ tới Trung Quốc nha bạn. Đi gạt heo luôn nè. Quá dữ. Thôi hồi mình thấy là phát hiện ra là sọ nó ngủ luôn các bạn ơi. Rồi sau khi xem cái show múa chuyện giới xong thì ở ngoài sẽ cha sẽ có là chụp hình với lại mấy chị đẹp nha các bạn. Nhưng mà phải tiếp 100 bạc trở lên. Em có hai cái này là được không? Hai cái này được không? Hai cái này thì Hương đứng ôm đùi còn chưa cho nữa. Đây, đây lên nè. Anh kia. Oh my god. Rồi tiếp theo là mình dụ Đường Hào lên trải nghiệm với bạn. Lên trải nghiệm nha. Rồi lên. Giới xong rồi sao bà đi khà. Sao bà đi khà bà. Ok lên đây nè, em thích okay. Bạn nào. Em thích bạn này nè. Rồi béo học đúng không? Béo học nè. Ok. Anh đi. Hả? Rồi tiếp theo là tới cô Hương nha. Lên trải nghiệm 5.000 này là ôm hết nguyên vàng sao đây cũng được đó. 5.000 này lên là bị ký đầu 30 cái. Không sao, có tờ khác rồi. Boy 5.000. Boy 5.000 hả? Rồi lên. Đó, kiểu kẹp vậy nè. Bạn nào lên lên lộn bên. Bạn này. Mua à, lên. Gậy quýnh. Ôi. Chào anh đi. Cảm ơn Hà. Rồi sau khi chụp hình hôn hít các kiểu thì tụi mình ăn tối nha bạn. Tối thì chúng ta sẽ có món cải hấp với lại nấm mèo. Món best seller ở Thái Lan là trứng chiên. Rồi gà sốt cay. Cá cái thịt heo quá. Thịt tuột. Thịt ba chỉ xào với lại rau gì không biết luôn nè. Đậu que. Ở đây là miếng. Món best seller thứ hai, rau muống xào tỏi và cá nha. Dạ. Nãy em mới thử á, cá súp me. Cá súp me. Dạ, anh chấm đây nè, quết cho anh liếm này. Ồ ngon. Oh my god. Súp me. Ồ, nước me nó chua đã lắm. Cá
Nó cài không biết luôn mấy bà ơi. Ớt sần hả? Ừ. Cài hả? Cài thử hết rồi luôn. Trời ơi, nó bén. Rồi, phải ăn thử mà hủy ra. Nó cài mà nó dính vô lưỡi luôn rồi. Đúng rồi. Nó không ra luôn á. Cái này ngon nha. Oh my god. Được gì đâu. Gắp được gì đâu. Hương liều chứ hả? Không, kiểu như là... Nó trang trí ớt sần trên đây là mình hiểu rồi. Nó dính vô lưỡi luôn đó ba. Không, kiểu như là ở ngoài nó cay nhưng ở trong là nó y như cái gì bình thường vậy á. Ăn được. Ăn được. Wow. Đúng không? Nó vẫn cay. Tiếp theo nha, món best seller thứ nhất chính là trứng chiên. Anh Vương Văn Quyên nói là ở Thái Lan trứng chiên là best seller. Như trứng chiên ở nhà mình vậy bạn. Mà nó hơi béo. Tiếp theo là súp rau củ với lại cá viên. Cũng bình thường. Ok. Nói chung là mấy món Thái thì nó cứ cay và nó sốt thôi các bạn. Cũng good lắm nha. Rồi tối thì tụi mình đi review chợ đêm nha các bạn. Xe này là xe bán tải độ. Đi anh. Bán tải và độ quá tao chỗ ngồi luôn ngoại ơi. Chở như 20 người á, chở hết luôn á. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 người các bạn bán tải độ hành xe chở khách. Nguyên cái tải đằng sau luôn. Bên Thái Lan này thì mình thấy là đường phố thì khá là sạch đẹp luôn các bạn. Chắc tại mình ở trung tâm thành phố. Đặc biệt là người ta chạy cái lời bên trái ngang ngược lại với lại Việt Nam mình. Wow. Và thêm một điều nữa là ở đây người ta không bóp còi nha các bạn. Người ta cứ chạy chính thức mà người ta không bóp còi nữa. Con chỉ chạy ra đua với mình nè, sao nó chịu bị lên nè. Đá đàn này nhỉnh ngầu kìa, bán tải bả độ ngầu kìa. Nè sao qua đi kha vậy? Sao trong đó một tím luôn kìa. Đọc. Cái gương chiếu hậu chút xíu luôn kìa. Ủa dễ nhịn đâu mà. Sao nhỏ chứ à? Như xe máy vậy. Có xe bán gì á? Có xe bán đồ ăn vặt nè các bạn ơi. Một bàn chỗ luôn á. Nói chung là ở đây đường phố là khá là rộng rãi luôn, rất là hiện đại luôn các bạn ơi. Tớ chợ đêm. Bye bye luôn kìa, chợ đêm có gắn nguyên bye bye kìa. Chơi đầu tư gì dữ hả? Chợ đêm mà gắn nguyên bye bye vậy á. Biển nha bạn, bên đây có biển nè. Biển nè, anh hướng dẫn du lịch nói là giống biển Cần Giờ mình hả? Ui. Bạn nhìn thấy là cái xe bán tải đằng sau nó có hai cái dây vịn này không? Với lại cái đầu đứng không? Thực ra nó dành cho mình có thể đứng được ngoài đó luôn á. Gì anh? Đu thử hào. Em hả? Vậy thử cái coi. Trải nghiệm, còn người có trải nghiệm được lần trong đời em. Tốt. Được không? Được. Anh còn dám đu nữa nè, sợ gì đứng đây nè. Người ta đu quá trời luôn kìa, phụ nữ ta còn đu nữa kìa, bên kia ta đu kìa. Nó không xe, nó khỏe lắm. Mình thả tay ra cũng được nữa. Đặc biệt là xe trước đằng sau nó làm gì mình nhớ nhảy lên nha. Có gì mà nhảy lên lại. Có công mình không có mà thành lâm vlog xe lăn nữa. Mọi người đi Thái Lan mọi người nhớ trải nghiệm cái xe bán tải độ sông heo nha bạn. Tức là hai hàng. Cái xe bán tải là như vậy nè, mình đi là bao nhiêu người mình cứ nhét lên cũng được hết rồi, 300 bạc nha. Khá là rẻ. Và tính ra là người không tới 30 bạc nữa. Và tụi mình chuẩn bị tới cái khu Walking Dead gì nè, là phố đi bộ đó bạn. Kẹt xe dữ lắm các bạn ơi. Ok, mình vào trải nghiệm game tròn. Thank you.
tu mắc chưa? Một 100 bạc một cây nha các bạn. Wow. Kem biểu diễn 100 gà bạc một cây. Tôm hùm khổng lồ là xưa ở đây có tôm hùm mà nó bự mà bằng cái bảng hiệu luôn các bạn. Các bạn coi nó bự kìa. Rồi tiếp theo tụi mình đến được một cái chiếc máy bay rất là bự đó các bạn. Một cái khu chợ ẩm thực mà có chiếc máy bay bự khổng lồ luôn nè. Nhìn tới đây nè. Wow. Đi co quá chắc luôn các bạn. Tại bên phố đi bộ nãy là như là nó như cái bùi viện Việt Nam mình các bạn ơi. Nó không có gì ăn hết á. Tạc là ăn bằng mắt không à. Nên tụi mình di chuyển qua bên phố bên đây là có ăn đồ ăn nha. Đây bán đồ hàng rong rồi các kiểu giống như mình nè. Mình tới đây mình ăn hải sản. Ở đây có cái món đặc sản Thái Lan là cái con mực mực nó bơi dưới nước như vậy các bạn. Sao nó nhúng nó vào cái nước sốt ớt gì đó. Và ăn sống luôn. Con này màu tím, con này màu trắng nữa nè. Mình cần một chục bạch. Ở đây rồi. Xin chào. Xe hủ phòng bếp. One. Okay, yeah. Okay. 100. One. Spicy. Yeah. Spicy. Okay, okay. Okay. Spicy, cay. Spicy là cay à. 140 bạc nha bạn. Wow. Bóc cái chấm vô hả? Oh, spicy. Yeah. Mà mình sao cắm đầu xuống. Yeah. Cắm đầu xuống. Cho nó hút, cho nó hút nước, cho nó hút nước. Cho nó hút nước, cho nó hút nước. Đúng rồi, cắm. Lắm. Ngon lắm. Yeah. Thả nó xuống luôn, thả nó xuống cho nó hút nước. Yeah, đúng rồi, cho nó hút đó, nó hút kìa. Oh, quậy. Quậy lên, quậy lên. Ủa này cho muối hả? Ok. Ok, ok. Rồi, dưới cây gu. Ok. Nè, ăn mỗi đây khôi luôn nè. Gặp, xin mời. Ăn hết cho một con luôn. Yeah. Hết nguyên con luôn, không cắn được, cắn cắn tanh lắm. Hết nguyên con luôn. Hết nguyên con luôn. Đã có chuyên gia người ta tư vấn rồi. Hết nguyên con, đúng rồi. Nó cà cà chua chua quá đã. Good không, good không? Very good. Very good. 140 bạc. Sao cảm giác được không? Ăn nó là sao? Có tanh hôi gì không? Mới đầu rất là sợ nhưng mà ăn vô thì nó chua chua xong nó không có mùi tanh hôi gì hết. Hay hả? Cực kỳ ngon, nên thử. Còn nữa không? Thôi, có đạo quang nữa không bay? Hơn nữa không hơn? Hơn là sao à? Ăn! Ăn nữa không ăn? Ăn không? Thôi, em trải nghiệm một lần là đủ rồi anh ơi. Ăn rồi hả? Dạ em ăn rồi ạ. Nữa không? Dạ thôi, được rồi. Nào cũng sợ hết. Rồi tiếp theo là tụi mình sẽ ăn thử gỏi đu đủ với bạn đặc sản Thái Lan. Gỏi đu đủ là 60 bạc. Đây, có bún rồi cái kiểu đó này lạ lắm, bún gì lum lắm nè. Bỏ mắm rồi vô trong đó và bắt đầu đâm. Rồi gỏi đu đủ 60 bạc nha bạn. Mình phải gần luôn nè em ơi. Chúng ta sẽ có bún. Rồi mấy cái hạt gì xanh xanh đỏ đỏ chắc là hạt bí nè. Rồi bún nè. Đu đủ, cà chua, rồi cải trắng. Rồi có con này con gì? Ôm nguyên cái máy cua luôn. Wow, chắc là con mắm, mắm cua á. Con gì quá nè. Bà khía. Bà khía. Trời ơi, nhìn hấp dẫn nè các bạn ơi. Em đâu biết em mắm đâu. Ngon lắm, thử đi em. Sao? Có vẻ món này không hợp với em à. Ngon, hôm hôm mùi cua nha, nhưng mà thôi ăn được đi. Thầy yếu quá. Quên, nó ăn mắm không được, tự nhiên bắt nó ăn. Hai người. Rồi, ăn hào nó biết ăn mắm nha, đổi tới hương nha các bạn. Sao? Trời ơi, nghe húi húi ta. À, mùi ghẹ, ghẹ gì đó đó. Còn qua khía. Nó không có ngọt nha. Ừ. Không có ngọt, mặn mặn. Tất cả rau hòa vị đậu nhai giòn giòn. Húi húi. Mấy điểm? Nếu thôi với lại cái
cái này gọi là món gì quên rồi? Món này món gỏi đu đủ. Nếu so với gỏi đu đủ mà làm ở Việt Nam á, họ phát huy người Việt Nam thì cái này chắc cho 5 điểm thôi. 5 trên 10. Không ngon. 5 trên 10. Lỡ đi Thái Lan rồi phải ăn thử cho biết nha các bạn. Nó sẽ lẹ bằng mặn sao á. Tùy không vị thôi. À, nó sẽ mặn mặn cay cay sực sực. Nói chung là ai thích ăn mắm thì được, còn ai mà không thích ăn mắm như mình thì chắc là món này chắc là được khoảng 3 điểm. Này thêm miếng đường á anh, miếng đường nó ok. Nói chung là được các bạn. Rồi, caramel ăn hết em rồi. Rồi sau khi đi chợ đi ở Pattaya xong thì về phòng ngủ các bạn. Khách sạn ở Thái Lan thì nó cũng như khách sạn ở Việt Nam mình thôi. Phòng ốc được như vậy, cứ trong phòng mình có nhà tắm rồi có cái tủ lạnh mini. Và cái giường trang ra niệm nó như vậy thôi. Ok, nói chung là ngày đầu tiên đi ngủ với mọi người ơi, mệt quá. Chúc mọi người ngủ ngon. Đâu hai thằng dở các bạn ơi. Sáng ngày thứ hai ở Pattaya. Rồi sau khi ngủ dậy thì mình sẽ đi ra đằng trước khách sạn các bạn. Ở đây thì khá là mát mẻ luôn, 8 giờ mấy 9 giờ sáng mà rất là mát mẻ, không có miếng nắng luôn các bạn. Mùa đông bên Thái Lan. Không có đường phố không có đông như ban đêm nha. Sẵn cho mình sẽ đi dạo xem là có bán ăn sáng với đồ các kiểu thì mình mua nha các bạn. Ở bên đây thì mình sẽ đi lại bên trái. Không khí cũng khá là mát mẻ. Ủa gì vậy? Chẳng phải sữa. Như là quán cà phê với lại trà sữa các bạn. Đó, xanh kìa, trà hái kìa. Đây, chú bán trà hái xanh với bỏ sữa đặc vô là trà sữa hái nha bạn. Cái bánh bao nữa. Hấp vô đây 90 bạc nha các bạn. Hai bánh bao. Giờ đi kiếm chỗ ăn thôi. Rồi review trà sữa hái với lại cà phê Thái Lan nha các bạn. Hai bánh bao với lại bánh quẩy hay là gì chiên nè. 90 bạc. Là 63.000 nha. Bánh bao mình thấy có hai loại, một loại là nó sẽ sần sùi giống bánh bao mình, chứ cái loại da trơn nè. Mình thử cái loại da trơn này là cái gì mà có cái chấm vàng. À, là bánh nhân ngọt nha các bạn. Còn cái loại da không trơn này là bánh nhân thịt. Ăn thử bánh nhân thịt coi có giống, có hai nước giống bánh bao Việt Nam mình không? Không có khai nha bạn, không có khai. Nó cũng như bánh bao Việt Nam mình này, mình không có khai cái loại giống bánh bao công nghiệp đó. Đây là bánh bao nhân ngọt. Nó giống bánh bao kim sa á bạn. Cũng được. Tiếp theo là bánh chiên. Nó như cái bột của bánh quẩy vậy đó. Đó luôn á. Mà phiên bản tròn chứ không phải là dài. Rồi, đi Thái Lan phải uống trà sữa hái. Trà sữa hái xanh. Khá là thơm. Không có ngọt gắt nha. Nãy mình kêu ít đường. Tiếp theo là cà phê. Có con bò. Cà phê đắng nha. Nhưng mà chắc là ai thích uống cà phê là sẽ là ngon nha bạn.
nhưng mà nó không có thơm đậm lắm. Nó nhạt nhẹ các bạn, nó không có đậm nha, không có đậm cà phê. Ok, nói chung là tạo sữa thái vẫn còn thường. Ăn xong bắt đầu hướng dẫn du lịch thì dắt đi chơi tiếp nha bạn. Ở đây thì mình có phê nhưng mà thích ăn đường phố hơn cho lạ. Rồi sau khi ăn sáng xong thì tụi mình sẽ đi công viên Ninh Nốt nha các bạn. Ở đây như cái Đại Nam mình nhưng mà nhân 2 ra, nó rộng vậy các bạn ơi. Ở đây chúng ta sẽ có voi đồ các kiểu. Bây giờ hiện tại là mình lo đi heo đòn các bạn. Em không heo đòn heo kia kìa. Em heo anh mà. Là sao? Mình sẽ né nó ra các bạn. Nói chung là ở đây là một cái công viên giải trí như Đại Nam mình đó, nhưng mà nó rộng 272 hectare. Đúng rồi, 272 hectare nha bạn. Ở đây người ta rất là thích khủng long các bạn, rất là nhiều với con khủng long nè, mặc đủ đồ các nước nè. Đây con khủng long nè. Rồi đầu tiên thì vào trong cái Ninh Nốt thì chúng ta sẽ đi cùng xem cái show gì đó của Thái Lan nha bạn, văn hóa Thái Lan gì nè, rửa mắt vào cái show này các bạn. Còn theo đánh giá của mình thì nếu như mình không hiểu văn hóa thì mình coi mình không hiểu gì hết nha. Rồi mình chuyển sang cam điện thoại để mình phóng gần để cho mình xem để các bạn xem là đồ truyền thống như thế nào các bạn. Đây giống mấy cũng thi hoa hậu Thái Lan á. Nói chung là góc này hơi tội. Rồi hết rồi. Nói chung là chụp hình với voi là sẽ là 100 bạc nha bạn, và ôm nó thì nó sẽ mịp mịp. Sau khi có chiếc voi xong thì mình sẽ đi ăn nha bạn. Chỗ này khá là rộng luôn. Búp vơi, búp vơi. Mình cứ tới đâu thì người ta sẽ búp cho mình như vậy nha bạn. Gắp bỏ vô mà ăn thôi. Đây chắc là hủ tiếu. Thank you. Mình sẽ hủ tiếu nha bạn. Hủ tiếu này lạ lắm, cái sợi nhỏ xíu như là cái sợi bún gạo vậy á. Ờ cái gỏi đu đủ này thét là tối ta. Thấy ngon hơn rồi.
thử ăn ngon hơn à. Không, tối em chưa ăn mà. Tối là đủ rồi, tối ăn nó có con qua khía nữa, ăn nó hôi lắm, nó hú hơi gình nè. Còn đây rau mà. Còn đây có quy tế ớt xanh luôn à. Dạ không, này là đậu đũa. Ờ. Khổ ngáp không? Ừ. Giòn giòn chua chua. Còn còn ở đằng này được. Còn không hổm không? Cái gì không hổm nữa. Không hổm không à? Dạ, không. Vậy là hát là tối rồi. Tối ăn không hổm. Nói chung là trưa nay mình sẽ ăn cơm với lại bún gạo nha. Bún gạo mà nấu bằng với gà. Good. Sau khi ăn trưa xong thì mình sẽ đi vòng vòng cái công viên ở đây như vậy. Nó có khủng long rồi, có cây cỏ rồi các kiểu đà điểu. Mà nhìn tượng không ạ, nó có cục kệ như núi Thần Tài nha. Nè, phải như vậy mới đúng vậy nè. Nó cắn tôi. Mày gớ. Do công viên này mình không biết chơi gì, hôm nay chụp hình chủ yếu là selfie, chụp hình thôi các bạn ơi. Tiếp theo cho lên trải nghiệm chùa vàng nha các bạn. Chùa màu vàng. Nó tên là Royal Pavilion. Babylon. Này không phải bằng vàng đâu nha các bạn, cái này là chỉ sơn cái màu vàng thôi. À, chúng ta không được men dài lên đây kìa mày ơi. Thôi. Hai men dài. Men dép có sao không? Rồi để dép đây hả? Rồi đi chuyên thông lên hả? Ồ. Tới đây nhìn cảnh cũng chill lắm bạn ơi. Rồi phía gần cái chùa thì chúng ta sẽ có một cái cây bồ đề nhưng mà được người ta làm gãi các bạn ơi. Cột cái dây này vô nè. Anh hướng dẫn du lịch nói vậy á, chứ mình không gành nữa. Và ai muốn khỉnh ngãi về thì người ta sẽ lấy mấy cái nhánh chiếc này nè các bạn. Trời trồng nha. Ta chiếc quá trời quá đất luôn kìa, người ta thích khỉnh ngãi về lắm hay sao á. Thông tin của mình được cập nhật như vậy thôi chứ mình cũng không biết nữa. Ok, tụi mình sẽ trải nghiệm cây dừa mà mấy trăm triệu nha các bạn. 40 mấy năm mới cây trái nó mới chín. Đây, người ta rào lại nha các bạn, không có cho mình vào. Ôi, cái trái nó nhìn đẹp kìa, nó rụng dưới đất nhìn đẹp kìa. Nhìn giống trái hút nốt. Đây, cái trái đẹp ghê nha các bạn. Thì nó có cái kẻ ngay giữa giống cái hán. Really, nigga. Tại cái trái nó phải lấy cây trống nữa bạn. Cái trái nó bự gấp 3-4 lần trái dừa của mình. Anh Hương Gia Duy du lịch nói là cái cây này là trồng phải 3-40 năm là nó mới có trái như vậy bạn. Mà sao để rụng mấy trái, một trái 120 triệu mà để rụng dưới đất chơi vậy hả? Nè, đố em là nhóc này nhiêu tuổi nè? Kinh nghiệm của em hả? Tầm 13 tuổi. Làm hỏi coi, cầm đây em hỏi nha. Hello, hello. How old are you? Quê là quê là quê. Con gặp quê. Rồi tiếp theo mình sẽ đi tham quan siêu xe nha. Mấy siêu xe ở đây là biển số đẹp luôn đấy bạn. 4 số 1 nè. Xe này rất là bự với bạn, bự lắm. Tại nhìn tóc máy nhỏ vậy chứ bự lắm, rồi bị rào rồi không vô được. Đây bánh xe tăng nè. Wow. Xe đua các bạn ơi. Ơi có xe chạy thử nữa nè. Xe này có chút xíu mà bông nhiều dữ. Mercedes. Đây là cây núi được khắc hình Phật bằng vàng khắc lên nha, chứ không phải là cái tượng các bạn. Tức là nó cao lên trước lên đó và khắc hình Phật bằng vàng thật luôn á, khá là bự luôn. Quá dữ. Chắc là Thái Lan nha các bạn. Vậy
gì anh? Vậy trung tâm người ta chỗ người ta trưng bày niệm rồi coi ngủ hết luôn rồi nè. Đã không? Ngủ hết luôn rồi. Đâu đây cũng ngủ từ đầu buổi tới giờ. Chắc ngủ tiếng mấy rồi. Nó ngủ một tiếng mấy tới giờ hả? Good morning. Chỗ người ta bày niệm giống nhau. Sớm nhau ngủ là sao? Ngủ vậy? Đây là cái trung tâm bán niệm đổ vàng rất là yên. Phải là sống nhau ngủ nãy giờ cái tiếng máy luôn rồi. Thú vậy. Tụi mình thấy có một cái quầy bán côn trùng chiên đó bạn. Đây là con đun dừa nè, châu chấu, cào cào, giới nữa. Nhưng mà thấy có món bò cạp nữa hơi lạ, bò cạp nướng. Nào ăn. Mua con chia đi ăn. Để tôi. Con một cặp tới 130 bạc luôn. Ủa cái này, này là châu chấu. Này là châu chấu. Này là cầu cào. Quanh. Yeah. Có ăn thử á, thử con giới thì. Bay xì luôn, bay xì. Đó, bay xì á. Tốt ơi. Đó. Tốt rồi, tốt rồi. Vậy là tốt. Rồi. Hai cam cùng quay em luôn á, búp bang em ăn cái càng thước cái đi, ăn ăn nhiều quá nhã ủ còn người khác không búp bang nữa. Okay. Ăn càng này bự nè, quất nha. Vâng, quất cỡ đây, bò cạp chiên bay xì. Nhai nhai luôn, nhai luôn cái thịt đó. Sao em cảm giác nó giống giống như thịt cua nhưng mà nó không tanh như cua nha. Wow, chứ cái càng cua mà ngon. Xúc đổi rồi, cay cay. Qua càng bên kia đây, những thanh niên gan dạ mỗi người ăn cái càng lông không anh. Ăn vậy mới ngon, giống càng cua. Đúng rồi, đúng rồi. Nãy giờ ai cũng ăn. Rồi, để nó review từng hàng đi. Sao cứng ngắc hả? Mà có giống cua không? Nó giống như cua vậy, nhai không thấy gì hết. Cắn mình không? Nè cái đuôi không? Thấy đuôi. Cái đuôi còn kim kim luôn nè. Thôi à. Cái đuôi đi. Em ăn cái mình. Cái ăn cái đầu. Đầu nó liền cua chứ. Có chum mi không? Em nghe cay không? Với lại nó giòn, không có thịt. Hôm nay ngọt cái thịt nè, thịt cua nè, thấy lộn, thịt bò cạp nè. Mấy điểm? À, thịt ngon nha, này cho em cho 8 điểm trước. Wow. Bảy, có đầu sợ chứ bây, ăn cái càng luôn nè. 7 điểm thôi anh ơi. Chết cái lưỡi rồi anh ơi. Nè, cắn gì nó đâm ngược vô cái lưỡi anh ơi. Cay, béo, thơm. Ủa? Hết. Tao khúc em thì nó là không có béo rồi, về khúc đầu khác. Cái càng nó cái đuôi ra còn đắng đắng nữa. Ê da cái độc nó sao đắng quá. Thôi không anh làm rồi, không anh làm rồi. Xin là xin vĩnh biệt cụ. Rồi chiều rồi thì bắt đầu lại tiếp tục ăn nha bạn. Và lần này thì sẽ ăn buffet đồ nướng với lẩu. Ồ, phong cách buffet thì hơi lạ, đồ ăn sẽ để như vậy để bạn trong một căn phòng lạnh. Sau đó mình tự bít nấm rồi các kiểu. Đây là sốt nè, trứng ớt mì rồi các kiểu. Thịt bò nó cũng lấy nhiều lấy các bạn, lấy thịt bò nào lấy. Thêm mấy thịt bò em. Tại vì thịt bò này nhúc lẩu toàn ơi, thịt bò nướng thì nó cho phải khác. Rồi cái gì vậy? Nó thấy được cái khay ở dưới luôn á, nó mỏng tới mức đó. Ở đây chúng ta có chả rồi nè, hành cua rồi. Vẫn đủ rồi luôn. Có ăn nhiêu ăn, miễn không bỏ bứa, bỏ bứa là bị phạt. Hỏi Vân khỏi đi vô. Bỏ bứa thì bị đền thôi à. Cái K360 bị hết pin là chỉ qua máy cơ nha. Ok, tiếp theo là mình sẽ làm trải nghiệm cái bằm gỏi đu đủ nha các bạn. Ở đây là buffet mình tự làm hết nên cái gỏi đu đủ mình phải tự bằm luôn. Dưới đây là có mấy cái đồ nguyên liệu để chuẩn bị sẵn các bạn. Đu đủ, cà rốt, chanh, cà chua, đậu đũa, đồ cắt kẹo. Qua đây có ớt, hành đâu nè. Theo như hướng dẫn thì chúng ta sẽ lấy mỗi thứ một ít. Như đây đầu tiên thì mình sẽ cho ớt vào nè, ớt nè. Tiếp theo là tỏi nè. Nói chung là bây giờ công thức là đơn giản là mình sẽ bỏ mấy cái gia vị này vô trước các bạn. Mình làm thành nước sốt. Này là bột ngọt nè. Ăn vô quên người yêu cũ luôn nè. Đó. Rồi tiếp theo là đường hút nốt nha bạn, không chơi đường cát mà chơi đường hút nốt. Rồi đậu que, cà chua luôn. Rồi bắt đầu thì mình sẽ dầm nó nha bạn,
Đó, dập nó ra được cái nước sạch sạch như vậy nè. Sau đó mình sẽ bỏ đu đủ vào. Rồi trộn lên nha. Xong. Gọi đu đủ. Quá ngon. Ok, đồ ăn là chín rồi nha các bạn. Nói chung là buffet mà mình muốn nướng gì mình nướng nè. Chúng ta sẽ có là bên đây là nướng, còn bên đây là lẩu. À, nướng thì mình sẽ ăn như vậy. Sau đó chấm sốt. Được á. Sốt này chua chua cay cay. Cái buffet ở đây á, nó cố ý ta làm là lấy đồ ăn xa đó các bạn. Đú, có trong kia kìa. Phải di chuyển cái này nhiều. Và kéo bạn vào đây luôn. Chưa chín, có mực hồi nãy giờ. Mực là chưa chín hả? Mực nãy giờ lâu rồi. Chưa chín thì thấy anh nha. Ở đây á, ăn bỏ bữa tính tiền phạt nha. Phạt nặng lắm á. Rồi sẵn review thử cái gỏi đu đủ mà mình tự bầm thử cái ngon hơn cái gỏi đu đủ hôm qua mình mua không nha. Ngon. Còn thử toàn gỏi đủ anh tự bầm hả? Đúng rồi, anh tự bầm luôn á. Thử ơi. Em ăn trải nghiệm, ngon lắm anh tự bầm á. Em tin tưởng hả? Sao anh đâm nhỏ cái mày vậy? Sao cay quá hả? Có khoảng chục trái ớt à. Trời ơi. Cay gì mới ngon. Qua đây cái nữa. Đại em review chân hạt giùm anh coi gỏi đu đủ anh tự bầm ở đây. Cái gì nữa đó. Gỏi đu đủ anh làm. Đã tự làm luôn. Không ở đây đâu ai làm đâu, phải tự làm vậy á. Cái này có cho không vậy? Bớt ớt. Chân hạt. Sao ngon? Hay là bớt ớt nhiều không anh? Hay sao? Gỏi đu đủ nó cay vậy á. Đây, ngon nha. Ngon mà cay thôi đúng không? Ngon. Ăn mình... được. Được nha bạn, ai cũng được hết nha. Ôi, kia chạy là sao hả? À? Rồi đi bước 2 ở Pattaya thì tụi mình lại tiếp tục đi chiếc bán tải độ. Và lần này tụi mình sẽ đi siêu thị nha bạn. Thử xem siêu thị Pattaya ở đây có gì ăn nha. Ở đây tao chạy xe ba bánh nè, chạy jeep lắm nè. Wow. Chở biên nguyên cái tay bom luôn kìa. Oh my god. Oh my god, biểu diễn. Yeah. Ông thấy tụi mình quay phim, ông còn biểu diễn nữa bạn ơi. Ông chở nguyên tay bom luôn kìa ông nội ơi. Này ông là biểu diễn. Ông lộn sẽ hơi hàm một rất là nhiều. Boom. Ok, tụi mình đã tới được cái siêu thị tên là Terminal gì 21 đấy bạn, có biểu tượng là chiếc máy bay nè. Wow. Ở đây tao khoái máy bay luôn, hôm qua cái chợ kia cũng máy bay khổng lồ, ở đây cũng máy bay nữa. Ok, bây giờ thì vào thôi mọi người. Vừa vào siêu thị chúng ta đã có cái quầy ga cha, mà bên đây nó khác Việt Nam mình là có ga cha Genshin Impact nè, Pikachu cosplay nè, có xin nè, rồi các kiểu là điểu luôn. Toàn nè, Toàn nó khoái này lắm, là chơi nào Toàn? Chơi này anh ơi. Tiền 100 bạc. Mạnh đang đi chơi chứ, tiền của em chơi, tiền anh chơi chứ. Thôi anh chơi chứ, để chụp bạc thử. Anh chụp bạc thử cho em nha. Ờ, 100 bạc là 70 ngàn á bạn. 70 ngàn có được con gì nha. Rồi là ra chưa? Ồ. Oh. Không vui rồi. Ủa con này con gì vậy ta? Anh không có con này anh không biết. Mấy bạn nào biết con này các bạn bình luận cho mọi người. Ở giữa siêu thị thì có cái đài phun nước. Mà được điểm hay là người ta hết thảy đồng xu lắm mấy bạn. Nè. Người ta thảy đồng xu vô trong cái bồn nước nè. Đột vô cái gớt cái tài. Mấy đồng này là hình như là đồng nhỏ xíu này là đồng 1 nè. Còn đồng vừa vừa này hình như là đồng 5 nè. 5 bạc, còn đồng nhỏ xíu này là 1 bạc nè. Đa số người ta quăng 5 bạc nha bạn. Đây, để mình làm vậy nè. Giống trong TikTok người ta làm vậy nè. Tay mình cũng... Tay. Really nigga. Ơi, quần chiến nè. Nè, ra thương cây caraman quay coi. 450 ngàn bát.
Vậy 450 bát là mình cho là 500 đi, 5 nhân 7 là nhiêu? 5 7 35, có 350 cái quần mua hái nữa thôi nè. Đây 350 một cái quần, rồi đây thêm cái áo 250 2 nhân 7 là 14, khoảng 300 ngàn. 300 con này là 400. Mua mọi người. Rồi sau khi hai quần xong mình thấy quần mặc cái quần này nó còn kỳ hơn cái quần hồi nãy của mình nữa các bạn. Các bạn coi, wow, cái lồng hoành tráng luôn. Tự nhiên ngay giữa cái sảnh cái có nguyên cái hấp Eiffel nè các bạn ơi. Cái lồng hoành tráng bự chà bá luôn. Wow, con chó nó kéo quần người ta nè. Nhưng mà bên trong đây không thấy gì hết. Hơi đáng tiếc. Sao đi thả diều bị chó cắn? Đi thả diều bị chó dí quá ha. Ở thả diều nè. Thả diều cái bị chó cắn rách quần luôn nè, kéo quần nè. Cái này để dành đi co thôi à. Đi một cái chắc rớt với nó chắc chết quá. Nói chung là bên cái siêu thị này đi co khá là đẹp luôn các bạn ơi. Góc nào cũng là góc chụp hình đi co hết. Có Lamborghini để kè xe chút ác kìa. Rồi sau khi đi siêu thị xong thì mình tiếp tục về phòng ngủ các bạn ơi. Ngày mai là đoàn tụi mình là sẽ về Bangkok nha. Tới Bangkok thì mình sẽ review cho bạn xem Bangkok có gì. Bây giờ thì ngủ sớm, sáng mai 6 giờ đi rồi. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Xem ngoài trang bên bào nữa quá. Rồi sau khi ngủ dậy thì ngày thứ ba thì tụi mình sẽ rời Pattaya và đi Bangkok nha các bạn. Okay. Chuẩn bị lên xe nè. Cây xăng đây không biết là người ta có đổ tự động, thấy người ta chạy vô cái đổ như vậy nữa. Quá là rộng. Đây người ta đi xe lâu nhiều lắm. Bây giờ thì đi về Bangkok thôi. Ngồi với cái cưng thì con chào em. Chào các bạn em. Nói gì vậy? Chào các bạn. Đang trên đường về Bangkok thì xe dừng lại ở trạm dừng chân nha các bạn. Có đây đặc sản Thái Lan mà. Và mình order là cô sẽ lấy cái này em ra nướng, sau đó ăn với lại cơm tiếp. Là đặc sản hả? Ờ. Hai bì bạc. Ok. Thường nói tiếng Anh rồi, giữ ra. Có bánh gì nữa nè? Wow. One. Mình sẽ có combo này để kiếm cho đồ ăn thử nha. Kiếm với cà phê. Bánh này là bánh nướng. Dễ hơi cầm hay nên What this? Không biết. Ba cái là 50 bạc. Oh. No. Là nhiều gì? Wow. Oh my god. Nói chung là hai bên sẽ có đồ ăn là quy một cái đường dài như vậy các bạn. Cái tạm dừng chân nhưng mà phong cách là một cái con đường nha. Như phố đi bộ vậy. Cứ thấy cái gì thì mình sẽ mua cái đó. Rất là nhiều bánh trái luôn. Rồi đầu tiên thì mình sẽ thử cái bánh lá dứa hay lá dừa ta? Lá dừa. Tính ra là 50 bạc còn mình được 60 cái này. Nó bị... trong mình sẽ được cái gì vậy trời? Bột nha bạn, bột mà đem nướng á. Nó như cái bột bánh ít của mình vậy á. À đúng rồi, à rồi. Nó sẽ là giống bánh ít của mình nhưng mà còn bánh ít nhưng mà nó có cái nhân dừa trong đó. Ăn giòn giòn hơn à, với ớt nữa rồi. Bánh ớt. Đúng rồi, ăn như bánh ớt vậy ha. Rồi tiếp theo là cái hũ chè. Wow, bốn vị luôn. Như chè nếp thôi. Còn này chắc chè đậu đen nè, nếp đậu đen. Nếp đậu đen, nếp trắng. Cái này là
nếp, bỏ thêm mấy cái hạt đậu đỏ, đậu đen dùm lum ra đây. Và cuối cùng là nếp đậu trắng nhưng mà bỏ thêm mấy cái hạt. Không biết hạt gì luôn. Chặt lạ lắm rồi, Việt Nam không có. Còn này là phải bôm nè. Ăn ổn áo lắm á. Này ăn được á. Rồi tiếp theo là cái bánh gì mà nó có từng lớp như vậy các bạn. Được câu. Wow, nhưng gì ta. Sạch. Mùi lạ lắm. Nó như mấy bánh chiên thôi bạn ơi. Tiếp theo là chè gì đó không biết nữa, thử luôn nha. Nè này thích ăn bằng cái hành tre kìa ha, cái này nó ngọt như đường vậy á. Đậu xanh nè, à bánh trứng, bánh trứng, bánh trứng, bánh trứng, bánh trứng nướng nha. Trời, bánh trứng nướng các bạn ơi. Tiếp theo là món chúng ta sẽ có là một cái sâu gà chiên với lại cơm, lấy cơm luôn. Nếp nha, nó chung cơm gạo nếp gì đó. À, cơm gạo này xôi nếp, cơm xôi nếp. Ừ, riêng cái này thì đặc sản Thái Lan à, cái này mình biết rồi. Đường phố là thấy mọi người hay bán cái này. Gà, gà nước. Các hòa huyện luôn, thử cái nếp nha. Đi ăn thôi vậy á. Nó dùng thôi với lại gà, gà nướng vậy thôi. Mấy điểm? Cái này chỉ mày chín điểm rưỡi cho lên nè, ngon á. Rồi sau khi dừng chân xong thì xe ghé một cái trạm rắn nha bạn. Ở đây có một cái khung xương của Titan nè. Trong đó thì không có cho quay phim, mình chỉ quay ngoài sảnh đây thôi. Chúng trong đó cho nó quay được thì mình sẽ quay nha. Trong đây là có cái xô siết rắn. Và vô đây thì chúng ta sẽ được coi mấy cái con rắn được nhốt trong mấy cái lồng kính như vậy nè. Dưới đây các bạn nhìn thấy con rắn không? Đây, nó lớp này. Tên của nó nè các bạn ơi. Nó ngủ hết rồi, không biết rắn gì luôn. Đây, 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 đây. Nó ngụy trang nè. What the hell. Cái cặp nia, con này là con cặp nia. Nè, con này lúc anh đi núi anh có thấy con này rồi nè. Ghê quá. Con lúc nè. Cặp nia, lúc thì nó sẽ dàn thấy con này. Con thằng lúc mình thấy con này đúng không? Đúng rồi. Nó lúc vô trong đó rồi. Đây, 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 không mày, không mày, không mày, không mày. Không mày nè, mấy đáng đi coi mày nó đâu rồi. Hổ mang. Đi hổ mang chúa. Con này hổ mang chúa hả? Bự chà bá kìa. Con này bự mắt nó là cục. Nó bự bằng hơn cùm tay mình nữa luôn nè, nó bự chà bá luôn kìa. Tưởng nó tượng nha, cục kìa vậy. Nó được con này nó VIP, nó được hùng ơi. Hùng ơi hay không có. Cục kìa không có. Có đâu. Qua sao kìa, nó không thấy. Nè con... qua con đây là bị có hùng ơi. Con này vô sách đỏ bắt con đi ngủ anh. Con đó rồi. Con có. Ủa chó hiếm mà. Không có. Rồi còn con này đâu? Đây. Con này giống bình thường. Nói chung là rắn thôi nha mọi người. Bây giờ đây coi rắn thôi. Bảo tàng rắn. Ok, tiếp theo mình sẽ vào xem show biểu diễn rắn nha các bạn. Hổ mang cực kỳ nguy hiểm, nồng nặc loài rắn này có thể nhận biết con người trong vòng 2 giờ đồng hồ nếu không đi chữa trị kịp thời. Hổ mang đạt kích thước tối đa dài 4-5m và nặng 20kg. Quay phim chụp ảnh địa của xin cho một tràng vỗ tay quý vị cực kỳ nguy hiểm thưa quý vị. Wow, xin cho một tràng vỗ tay quý vị cực kỳ nguy hiểm thưa quý vị. Tốt lại hùng cái đó. Là hùng cái cho 50 tốt. Hả? 50 bát liền. Quý vị hãy quan sát cái đỏ trên tay của người nghệ sĩ chúng ta đánh nằm lòng thương tiếc của đám hồ mà quý vị ai quay xa nhìn qua màn hình chiều bên phía tay phải của quý vị bên kia rõ hơn là lại là nằm lòng của đám hồ mang à.
Quý vị hải quan xã Địa Lai là hai chiếc giang lai ở phía hàm xe của đàn nơi thiết ra đọc đọc và đầy dần kết quân mồi. Từ hai chiếc giang lai ở phía hàm xe của đàn nơi. Rồi coi biểu diễn rắn xong thì chúng ta sẽ được chuẩn bị là coi cái vaccine hút đồ của rắn là quý khanh rồi đó. Và chỉ được quay hút qua đây, tầm kia thì không được quay nha. Đây sẽ có mấy cái mô hình hút rồi các kiểu nè. Đây mấy cái hũ rượu ha rắn nè. Mô hình. Rồi tầm phía tầm đây là không được quay phim các bạn ơi. Kết thúc video tại đây nha. Bye. Dùng quá đi. Rồi cảm ơn các bạn đã xem hết video. Bye bye. Rồi mình tới Bangkok rồi các bạn ơi. Và mọi người đã tách nhau ra đi chơi. Ông hướng nhân viên cho mình cũng cho tụi mình khoảng 2 tiếng đi vòng vòng cái Bangkok đi chơi nha. Nên mình sẽ đi vòng vòng coi có gì khó không, sẵn review cho mọi người luôn. Mấy cô nó tách ra đi mua đồ chơi rồi. Ở đây có cầu vượt cái dịch xịt sò lắm nè. Còn mình nó băng qua đường ra, nó có một cái nó dài xuống dưới kia luôn vậy. Rất là VIP luôn. Đầu tiên sẽ trải nghiệm cầu vượt thử nha. Ở đây có rất là nhiều những chiếc xe túc túc vậy. Ở Tattaya thì chúng ta có nhiều cái bãi độ. Ở đây thì có mấy chiếc target nè, ba bánh độ nè. Ô, cái bô bụt chậm bá luôn, mà ta đẹp bô rất là dữ luôn các bạn. Tối nay tụi mình mới trải nghiệm nha, cho giờ nắng nóng lắm. Đi cái xe này không ngon. Tụi nó nói là ban đêm á, cái xe này nó đua dữ lắm. Mình cứ leo lên xe mình la pét 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 cái là cái ổng tăng tốc, cái ổng đua dữ lắm các bạn. Là hiện giờ là xe đông nè. Tối mới đi mới ngon nha. Ok, tiếp theo mình sẽ vào Pepsi chơi nha các bạn. Chúng ta sẽ đi thử cái Pepsi Thái Lan, nó khác gì Pepsi chỗ mình nha các bạn. Đây có cái bánh gì lạ lắm nè các bạn. Wow. Giờ mình không có tay chứ sợ mua không được, mình đi vòng vòng coi thôi nha. Mứt xoài, xoài sấy dẻo nè. Mấy món bánh rất là lạ luôn, sầu riêng sấy sấy khô nè. Bánh gì không biết, bánh dừa gì nè. Bánh này nãy nè. Còn mật thịt mình có ăn rồi, cũng ngon lắm nha bạn, cay lắm nha. Quá cái lịch, quá trời loại bánh lạ luôn. Đây còn sầu riêng sấy thấy nguyên muối luôn nè. Sau khi tập kết thì mình coi tụi nó mua được cái gì nha bạn. Một hồi thì con quỷ trong em nó cũng xuất hiện nha, được 755.000. Gì ơi ơi, nó mua lẩu Thái gì đó. Việt Nam mình không có lẩu Thái nè. Ở Việt Nam mình không có bánh này lắm. Bánh chà bông. Chị nào không có hả? À? Con quỷ trong em kêu mày vậy. Kì cà phê. Nó kêu mua vậy luôn á. Pha chè tô. Cuối cùng nãy cái này ăn có nè, best seller hả? Dạ best seller ổng ông kiếm chứ cái chú bán hàng trong đó nói là đẹp, tụi em bích cái này nè, tụi em bích cái này, cái chú nói nhìn này nè, seller chứ thầy là best seller. Dạ best seller luôn, best seller bốn người ba người chứng kiến luôn, ai cũng có một dạ này cũng đó. Có luôn rồi. Này best seller đây. Best seller nên mua. Có gì lạ hơn tụi nó không? Em có bánh chuối rồi. Cái này là best seller, này bánh chuối nữa hả? Với me nữa ơi. Mình đang mua me à. Me này gọt sẵn luôn. Thật ngon. Ra, thật ra là tụi em xem trên TikTok à. Phần kia có gì? Phần này ít lắm. Này cũng bánh chà bông. Ê vậy à, tụi bay nhau à, không thay đổi gì hết á. Em không có best seller tại vì còn nghe. Cũng cà phê này nữa nè. Cũng bánh chuối nè. Thôi copy như nhau thôi. Ê, ơi, có em nói nè. Hạt điều muối ớt. Bánh đường heo. Ồ. Hạt điều tôm dùm. Hết rồi. Món này lạ đó, hạt điều tôm dùm. Còn đây nè, lạ nè, tự nhiên mua hai hũ trà sữa hái. Hai hũ trà hái thôi chứ không phải trà sữa nữa. Năm à.
mua về cho thống nhà. Thằng này bên kia cũng có. Nè, em nói thiệt cho anh đúng không? Cái này là chú bảo vệ vậy nè anh. No no no. Rồi tối ở Bangkok thì mình thì quyết định là đi review thử cái China House các bạn. Phố người Hoa ở Bangkok. Đông ngạt luôn các bạn ơi. Bây giờ mình cùng đi vào. Đông quá đông. Ở đây có con cua Cà Mau mà phiên bản Thái Lan nó bự khổng lồ luôn nè các bạn. Oh my god. Cái càng nó bự nè. Quá dữ. Tao bán cá viên rồi chả đồ các kiểu. Mấy cái món Trung Quốc các bạn ơi. Mấy chiếc túc túc nó nẹt vô kìa. Một hộp 40 bạc, cái bánh gì lạ lắm nè các bạn. One bot 40 bạc, còn tiền lẻ không nữa. Dư khoai dư là khoai mỡ hay gì đó các bạn. Cái bỏ lên cái chảo này nướng. Nhìn giống kem. Đây. Bánh chắc là khoai môn hay là khoai mỡ gì các bạn ăn thử nha. Không biết luôn. Cái trắng trắng đó là dừa. Nó dẻo dẻo mà có dừa, chắc là khoai mỡ ăn với là dừa các bạn. Đem dưa lại nướng lên. Thơm thơm. Ăn cũng lạ lắm, được lắm nha. Đây tiếp theo là cái món gì đó mà nó rất là đẹp nha bạn, giống như là xúc xích thù lô vậy đó. Một hình tròn luôn, khá là đẹp. One 50 nha bạn. Ăn thử luôn nha bạn. Chúng ta sẽ có rau salad với lại dưa leo ăn kèm. Có cả ớt khô nữa. Rồi cái này là gừng. Đây. Rồi. Thử coi phải xúc xích không nha. Nó như bánh nướng vậy á. Nó dẻo dẻo, bên trong nó sẽ có bún á, hình như là cái dồi ruột heo á bạn. Cái bỏ bún. Bỏ bún đồ các kiểu vô đây nè. Ăn nó sẽ béo béo và nghe có mùi bún. Hơi ngán. Rồi tiếp theo là thịt xiên gì đó mà nướng rất là thơm và rắc cái nước trắng trắng là chắc là sữa tươi các bạn. Và giá mình thấy là đằng đây nè. Mồi xiên là 80 bạc. 50 xiên là 400 bạc, chắc mình sẽ ăn thử 10 xiên coi như thế nào nha. Ok. Ten. Ok, qua đây ngồi nha bạn. A few moments later. Và tám tiền lưu luôn nha bạn. 80 bạc. 80 bạc là xin chào. Biết tiếng Việt luôn nha mọi người. Hay à, thấy mình nói tiếng Việt là biết tiếng Việt. Mời xiên 80 bát, thử cái thịt gì nha. Ăn kèm là ớt, rồi hành, rồi dưa leo, chấm sốt này. Rất là mềm, phải như thịt gà. Sốt ra ăn nó sẽ gọt gọt cay cay. Gọt gọt và mặn cay cay. Gà, chicken. Thịt lợn. Nó sẽ ngọt ngọt nha các bạn. Ăn được thôi. Chứ thật sự là nó không hợp khẩu vị Việt Nam mình. Nó hơi ngọt. Ok, chị quay đi món khác nữa nha. Ở đây mình thấy có xoài lắc, cốc lắc gì nữa nè các bạn. Hello. How much? 50 baht. 50 baht. 50. One.
Ờ, quanh. Đây, xoài lắc Thái Lan nha. Xoài lắc bên đây sẽ lắc luôn vỏ luôn và ớt, đỏ lòm như vậy. Cay, cay, rất cay. Và nó không có ngọt cho mình, nó mặn nha bạn. Oh my god, chùm ruột lắc, muối ớt. Nó không có ngọt như của mình, nhưng mà mặn còn ngọt, cái này nó mặn nhiều hơn. Tiếp theo là cái trái này mình không biết là trái gì luôn các bạn ơi. Không biết trái gì luôn nha, bạn nào biết bình luận giúp mình với mình bó tay rồi. Review luôn. Chua. Chua. Nó sẽ chua nha. Rất là lạ. Okay. Good, good. Rồi tiếp theo là sẽ review thử bát Thái nha các bạn. Bên Việt Nam thì mấy cửa hàng trong siêu thị Thái Lan thì cũng có món này. Mình ăn thử coi cái khẩu vị có vừa ăn mình không nha. Tại có khi là về Việt Nam là khẩu vị người ta chỉnh lại các bạn. Con này mình ăn bên Thái luôn nha. Sẽ có là cái này như xoài phở vậy các bạn. Nó sẽ hơi đậm hơn. Hơi đậm hơn bên Việt Nam mình miếng. Một phần như vậy là 100 baht. 100 bạc thì là khoảng 70 ngàn nha. Bên đây chúng ta sẽ có kèm là đường với lại ớt. Muốn bỏ vô bỏ. Bây giờ mình hủ chút xào vậy bạn. Nhưng mà nó sẽ mặn mặn ngọt ngọt. Nói chung là ăn cũng ổn nha bạn. Còn cái riêng món xoài lắc hồi nãy có ông chủ bán hàng ở đó nên mình không dám chơi. Thực ra là ăn khu xoài lắc Việt Nam mình nhiều. Nó chỉ có duy nhất là nó mặn và cay thôi. Còn xoài lắc ở Việt Nam mình là nó sẽ mặn mặn nè, ngọt ngọt nè, cay cay và đặc biệt là chua chua của xoài nó ăn mới good cho bạn. Còn xoài lắc bên Thái là không good đâu. Ông lo ông cứ giờ có tay ông cứ good mình thì mình cũng phải good lại với ổng nha bạn. Thảo mai cho ông vui nha. Rồi tiếp theo là sẽ uống nước dừa 30 bạc. 30 bạc thì khoảng 27 ngàn nha bạn. Và nước lá dứa luôn 27 ngàn một ly. Xe này có sâu dè luôn. Nhúng kìa nhúng kìa. Cái khách sạn của mình cái xe túc túc không chạy được các bạn. Hình như là có đi cao tốc túc túc chạy không được. Nên giờ mình quay túc túc chạy cho bạn coi thôi nha. Đây. Đó, tiếng bồ rất là ngầu nhưng mà khách sạn của mình nằm ở ngoài ngoại ô các bạn. Túc túc nó không chạy được cao tốc được hay sao á. Quá trời túc túc luôn. Rồi không đi được các bạn ơi, phải đặt taxi nha. Nói chung là không đặt túc túc được thì mình đặt Grab về dẫn được các bạn. Cái app Grab ở Việt Nam mình đem qua đây vẫn xài được nha. Cái thẻ Visa mình vẫn đem qua đây vẫn xài được luôn nhưng mà sẽ bắt 1% cho giao dịch các bạn. Ok, bây giờ mình lên xe về các bạn. Về ngủ luôn. Cái nước lá dứa này hơn mùi lá dứa lắm nha. Ok. Về thôi. Rồi trời sáng các bạn ơi. Hôm nay là ngày thứ tư nha và hiện tại mình đang ở ngoại ô Bangkok. Chuẩn bị lên xe đi chùa tiếp các bạn. Và hôm nay là ngày cuối nha. Đi chùa ăn trưa xong nữa là về Việt Nam rồi. Ở đây có cái cửa hàng số 7 mình thấy nó có bán cái máy cà phê tự động. Nên mình sẽ ra vào đây mua cà phê sẵn review cái máy bán cà phê tự động nha các bạn. Đây, máy bán cà phê tự động các bạn của Tao Bin gì nè. Mình sẽ mua thử nha. Ở đây có bán trà, rồi trà hoa, rồi nước các kiểu đa điệu, có cả sữa đó nè. Mình sẽ mua cái best seller có bánh Oreo gì nè. Hoặc là tiếng Thái không các bạn ơi, nó hỏi có cần nắp giống hút không nè. Nắp nè, ống hút nè,
đây là lượng đường nè các bạn, mình sẽ uống khoảng mình thì không có mình bị già các bạn, mình không uống ngọt được nên mình uống 84% thôi nha. Hả? Cà phê mà uống nó đắng quá không có ngon đâu. Cho đó dắt vào đây. Tiền mặt có hình cái tiền với mấy cái đồng. 55 won. Nhét vô. Nó có cái tiền dưới đây nè các bạn ơi. Nó khói bên tàn là tiền xu không à. Rồi chờ cặp ơi, chắc ra đây nè. Nó đưa cho mình ống hút với cái nắp. Rồi sao nữa? Nó cà chớp, mình chưa thấy cặp ơi à. À. Mình chờ hơi lâu chút các bạn, khi nào cái thời gian này nó hết nha. Nãy giờ mình chờ gần cặp hút rồi, cái thời gian này nó hết mới ra cà phê. Tưởng là nãy giờ bị nó bịp chứ. Có cái ly cà phê trong đây nữa các bạn. Mình để đó. Đó. Tưởng ra nó bịp mình thì ra là nãy giờ nó đang pha. Ủa tưởng cái bánh nguyên thì ra cái bánh nó xay nhuyễn luôn. Rất là ngọt luôn, 140% đường. Yeah. Rồi tiếp theo tụi mình đi đến chùa có tượng Phật bằng vàng 5,5 tấn nha các bạn. Đây. Hôm nay thì trời không ui ui nữa mà trời nó hơi nắng. Rồi. Cầu nguyện rồi. Để cho con trúng với số 10 tờ. 10 tờ là trúng độc đắc. Rồi ok. Sao đó qua bên đây này. Nè sao đó bắt đầu qua bên thầy sư là được ban nước thánh đó, càng nhiều nước thánh càng thích ướt nhẹp luôn nha bạn, rất là tuyệt. Lâu đó được nước thánh nhớ chứ xin chung vé số. Em xin chung vé số nha. Dạ rồi anh, nè nước thánh của em nước càng nhiều càng tốt. Dạ. Good. Anh không có xin anh cũng được nước khánh nữa. Vì mình phải tới nguyên anh không nên lao. À, để cho nó tự khô nó khóc vào người. Thôi xong em lắc nó nước ra nãy giờ. Nó phải tự khóc vào người vậy nó mới linh nghiệm. Sau khi được thầy cho nước khánh xong mình cảm thấy rất là sảng khoái. Tôi quyết định là ra trước cổng chùa để ăn vặt nha các bạn. Okay. Ở đây hay có bán đồ ăn vặt. Tối nay thì ăn xoài lắc cốc lắc rồi. Bây giờ là trái cây chín nha các bạn, không xong. Xoài. Xoài. Xoài lắc. Ô. Oh. Chú biết tiếng Việt. Xoài lắc quan. Có gì hóc đó đây. Dưa hấu không? Cạn được lấy hết hạt. Dưa hấu có hạt nhưng mà lấy hết hạt. Dưa hấu. Ok. Dưa hấu. Ô. Tú mới ra nè, tú nói chuyện với chú kia, chú nhập giá tú. Phải. Vì chú biết tiếng Việt và chạm kim giá là sao? Là mày bắn tiếng Thái cho chú nghe rồi. Mà chú hiểu không? Lo ra 200 mai. Tôi làm ai? Tao làm ai? Tao làm ai? Làm ai? Nó đây đúng không? Nó đây đúng không chú? Không. Làm ai? Vô không? Vô đây chú không hiểu. Phải cho phải cho mỏi. Ô, không ai ngồi. Chú bị hôi mi. Là mình sẽ ăn là dưa hấu với xoài. Yeah. Ô, là chúng ta sẽ có đường, rồi ớt và quát mắm. Nước mắm. Mắm. Yeah. Là xoài lắc phiên bản đặc khác ở chợ đêm lắc khác nha các bạn. Rồi bắt đầu chú lắc nè. Wow. Chúng ta gặp một tín đồ ăn chua và cay. Có thôi. Có rồi, cái bên luôn. Có thôi. Có thôi. Review tín đồ. À, how much? 80 bạc. 50 bạc. Thôi chú 80 bạc. 80 bạc. Chú biết nói tiếng Việt của mình, hỏi tiếng Anh là cái gì? Tiếp ba. Dạ, ở đây kìa, có Karama anh quay kìa. Thank you, cảm ơn. Có nước mắm màu vàng vàng. Chua chua ngọt ngọt. Cay cay. So với xoài lắc Việt Nam mình thì sao? Nó hơi lạ anh. Hơi lạ anh, vậy là phải ăn thử rồi.
Việt Nam mình em nghĩ là cay hơn á. Đây anh. Sao bự dữ hả? Không, nó. Có cùi. À, ngọt ngọt, cay cay, mặn mặn, chua chua. Nó cũng như tàu lát Việt Nam mình nhưng mà hơi đậm hơn chút. Cũng được. Mà cay á. Cũng được các bạn. Ngon hơn cái cốc lát hồi tối này anh mua nhiều. Ok. Rồi tiếp theo sẽ là cái tour đi thuyền. Đi thuyền trên sông Mỹ Dương, sông Sài Gòn ngay bến Bạch Đằng để bạn. Wow. Ở đây là người ta không bắt cá nha bạn. Tại vì cái cốt người ta sẽ quăng xuống dưới đây các bạn. Đó cá quần chặt bá luôn kìa. Bự lắm, bự lắm. Là cá là người ta nói là có linh hồn của người chết trong đó nên người ta không ăn cá, không có cá hôm nay. Đó. Tiếp theo sẽ là cho cá ăn nha bạn, mua về cho cá ăn 2 bát. Cá nó chờ sẵn luôn nè. Mua 20 bát. Đây. Bánh mì này là cho cá ăn nha bạn, có hình con cá nha. Ok, cho trải nghiệm, không có xả rác nha mọi người. Cho cá ăn, có cục bự để ăn được không? Nó đang 3 số 10 đúng không? Đúng rồi. À, chị bự quá nào không được với ba ơi. Chị đã phanh luôn rồi. Bự quá sẽ không được. Chị sẽ ơi. Chị sẽ ơi. Con cá trắng nè, lao đâu vậy? Ai vậy? Ai vậy? Thường á. Cái con trắng kìa, cái bà tạng kìa, cái bà tạng kìa. Cá trà bà tạng nè. Bây giờ mình học cái này chứ mình lấy gì nữa. Lên lên lên. Nước dính rồi, nước dính rồi. Rồi tình hình là trước khi ra sân bay thì sẽ được ăn trưa thêm một bát nữa ở tòa nhà 86 tầng Ba Dọc Cai vậy đó các bạn. Và ăn buffet. Trước khi vào ăn buffet thì sẽ ngồi xếp hàng ở đây chờ. Và ở đây có cái quầy nướng như là mấy cái đồ ăn nó dành cho mình no trước khi vô ăn buffet nữa này. Ly nước này tiếu lắm. Sao hả? À uống ngon lắm đúng không? Anh sẽ có nước cao, rồi nước ép với lại nước suối. Mình thì ngại uống cái nước đường các bạn nên mình sẽ uống nước cam nha. Cái ly này nó không cầm, không có dẫn, nó còn nhon nhon nhon. Sẽ có bánh ống rồi đây, giò cháo quẩy. Mấy bánh ăn giặt các bạn. Nó cho mình ăn no trước khi mình vô buffet mình ăn không nổi. Rồi tầm đó là sẽ có là bò wagyu nè, thịt cút lết đồ các kiểu mà mình no thì ăn không được. Nên bây giờ mình quyết định là mình sẽ không ăn gì hết nha các bạn. Ok, chuẩn bị tới giờ sắp chiến rồi nha mọi người. Mỗi người chỉ có 1 tiếng để ăn thôi. Nên bây giờ cứ tranh thủ. Tự coi mình có buffet thì mày có cái món gì. Oh, ok ok. Hi vô cơ không? 77 đúng không? Đúng rồi, 77. Chưa, tôi kia chưa sẵn sàng. Chúng ta sẽ có những cái món ăn được sẵn như vậy. Búp vơ các bạn. Chè. Trái cây. Có cái dĩa này anh Tường ơi. Cái dĩa bự khổng lồ. Không có cái dĩa này anh ơi. Nó muốn mình ăn nhiều thì cũng là món gà mì. Canh gà có gỏi đu đủ nè. Ba khía anh. Có ba khía, con này là gỏi. Không có ba khía. Không có ba khía. Ở đây thì thịt bò, thịt heo.
đồ chiên xì nắp pizza hay là lẩu, mấy món giống lẩu. Ông mẹ tính lấy gì á, mẹ đưa anh đi nãy giờ lấy được hai con vịt trời. Wow, hải sản. Dim sum. Bánh bao. Bánh bao. Có gà vịt quay nữa. Cơm gà bắp chân. Cơm gà bắp chân. Ok, cuối cùng là bảy bánh mì. Hết rồi nha mấy bạn. Đây, mình sang như vậy thôi nha mấy bạn. Mì Việt Tiêm. Hôm nay sống ăn nhớ ăn kiêng hả? Ủa, em ăn hết luôn mà. Hôm nay cũng không ăn kiêng mà ăn nhanh chứ anh chưa quay xong mấy đứa ăn hết luôn rồi. Trời heo. Hôm nay ăn gì dữ hả? Ôm đã đứa ăn toàn là mấy cái đồ mà nó có hại sức khỏe không các bạn ơi. Ngon lắm à. Là mình giờ mình ăn cái món đồ có hại sức khỏe cho mình nha. Bánh trời heo. Cơm với đồ chiên đồ cái kiểu. Ok, nói chung là mình sẽ thưởng thức nha bạn. Con tiếng ăn cho lẹ nha, mất công hết giờ. Rồi sau khi ăn xong thì bắt đầu đi cái hang máy này là đi thẳng xuống lùm rác luôn nè các bạn. Đi là từ tầng 77 là xuống dưới lại tầng 1 luôn nè. Wow. Nó đang kéo dây lên kìa. My god. Sao lâu dữ à? Em thấy hình như để bên đây nè. Lên 5 phút xuống 5 phút. Thời gian tối đa là 5 phút. Chờ 5 phút. Rồi, vô thôi, here you go. Đây đi, bà vô được hết luôn á. Cảm ơn mọi người. Đứng đây là hết bài. Đó, đứng đây nè, bắt đầu thang máy. Ví dụ nó có đứt dây hay gì là mình tới tầng 1 mình nhảy lên một cái vậy nè. Nhảy lên cái là xong. Em nhập đếm lộn đâu à. Ok, nói chung là ăn xong rồi, giờ chuẩn bị ra sân bay rồi mua sắm rồi các kiểu nữa là về Việt Nam nha các bạn. Sau em buffet ở cái tòa nhà 86 tầng thì bây giờ bắt đầu mình ra sân bay và chuẩn bị ship hàng để về nước nha các bạn. Nói chung là chuyến đi Thái Lan này là đi theo tour để lấy kinh nghiệm, rồi mai mốt mình sẽ đi tự túc nha. Ok, nói chung là một cái trải nghiệm rất là thú vị, người dân Thái Lan khá là văn minh, đặc biệt là có khá là nhiều chùa chiền luôn nha các bạn. Ok, các bạn thích cái video này các bạn like mạnh tay để năm sau gì đó mình có việc mình lại tiếp tục đi tiếp và review cho mọi người nha. Ok, bye bye mọi người nha. Đăng ký kênh nữa nha mấy bạn. Tạm biệt.